Nam mệnh tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, xuất huyệt chi xà, vượt hạn 61 tuổi ngoạn mục, đón một năm 2025, may mắn, tài lộc bùng nổ, tiền tiêu ba đời không hết nếu như biết được cơ mệnh này. Minh Đường Tử Vi rất vui khi được gặp lại quý bác Ất Tỵ trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Mến chúc quý bác luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn Nam Á trong cuộc sống của mình. Mới đây nhất, khi xem lá số tử vi của 12 con giáp trong năm Ất Tỵ 2025, các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã dày công nghiên cứu, quan sát sự dịch chuyển của các chòm sao cung mệnh, chỉ ra rằng bước vào năm Ất Tỵ 2025, quý bác tuổi Ất Tỵ, nam mệnh, được bể trên ban phúc lớn, vượt qua hạn 5 tuổi, thoát khỏi tai ương, thần tài mở kho ban phát tài lộc, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà, làm đâu trúng đích, trúng số độc đắc, tiền vào như nước, đổi đời đại gia, an nhàn hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Vậy, trong năm 2025, quý bác Ất Tỵ nam mạng cần phải làm gì, làm sao để đón cát xua hung, lộ trình may mắn, sức khỏe bình an, tài lộc như ý, thì mời quý bác cùng theo dõi nội dung chi tiết. Đầu tiên, tổng quan tính cách của người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Tỵ là con giáp khôn ngoan, thông thái, hấp dẫn và cũng bí ẩn nhất trong 12 con giáp. Sự mềm dẻo là đặc điểm nổi bật của tất cả các loài rắn. Và điều này cũng đúng với người sinh năm Tỵ. Đó là bí quyết giúp họ có thể sử dụng và tập trung cao độ năng lượng bên trong để thành công. Cũng giống như rắn, thường ngủ đông khi trời giá lạnh và xuất hiện khi trời ấm áp. Ất Tỵ thường tỏa sáng ở những tháng thời tiết ấm áp. Nếu sinh vào giữa trưa của một ngày hè nóng bỏng, thường hạnh phúc hơn người nếu sinh vào nửa đêm của một ngày đông lạnh giá. Người xưa cho rằng Ất Tỵ sinh vào một ngày bão tố có thể gặp khó khăn, nguy hiểm suốt cuộc đời. Ất Tỵ thường có hiểu biết sâu sắc về triết học. Họ sinh ra là những người giỏi tư duy và xuất sắc trong việc tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề phức tạp. Họ thích làm việc bằng trí óc nhiều hơn là bằng cơ bắp, thích tổ chức và lập kế hoạch chứ không muốn trực tiếp nhúng tay vào công việc. Ất Tỵ dành rất nhiều thời gian suy nghĩ, nhưng không phải loại người hay lo. Họ dùng thời gian yên tĩnh để chiêm nghiệm, họ khát khao học hỏi. Điều này khiến cho tính cách của Ất Tỵ vô cùng phức tạp, điều họ quan tâm liên tục thay đổi, hết sức khó nắm bắt. Kỹ năng giao tiếp của Ất Tỵ rất tốt, họ tuyệt vời trong ứng xử, không bao giờ ầm ĩ hoặc ăn nói gay gắt. Bên cạnh đó, họ khá bảo thủ và hay nghi ngờ. Ất Tỵ thích những cuộc chuyện trò thú vị, nhưng rất ghét những chuyện vô bổ, phù phím, hoặc nếu câu chuyện lặp đi lặp lại, thì họ sẽ chuyển sự chú ý đi nơi khác ngay. Bạn đừng bao giờ mong có thể nói chuyện lâu với họ về những đề tài nhàm chán, chẳng hạn như thời tiết. Họ chỉ thích tập trung vào những ý tưởng mới khác thường và những cuộc tranh luận thông minh. Tuy sẵn lòng chia sẻ kiến thức, nhưng Ất Tỵ không thích tiết lộ suy nghĩ hay cảm xúc của mình cho bất cứ ai. Họ thường giữ kín bí mật cuộc sống riêng, nguyên nhân một phần là do sự thiếu lòng tin ở những người khác. Rắn rất giỏi chờ đợi, chúng có thể chờ hàng tháng, hàng năm, kiên nhẫn quan sát con mồi. Rồi khi thời cơ tới, chúng sẽ dồn toàn bộ sức lực và ra tay. Cũng giống như vậy, nếu Ất Tỵ không bằng lòng với ai đó, họ có thể nín nhịn và giữ mối hận trong nhiều năm mà không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì. Rồi một ngày khi gặp thời điểm thích hợp và ít ngờ nhất thì họ sẽ tấn công trở lại, không chút thương xót. Không một con giáp nào khác có thể kiên nhẫn như Ất Tỵ. Tốt nhất là đừng bao giờ làm kẻ thù của tuổi này. Ất Tỵ cũng rất bền bỉ, họ sẽ kiên định theo đuổi mục tiêu. Bất kể điều đó có khó khăn tới mức nào, họ hết sức kiên định trong mọi việc. Ất Tỵ rất ghét bị thất bại, hiếm khi thấy họ để mất thời gian hay năng lượng vào những công việc không hứa hẹn. Tiềm năng lớn, trực quan và khả năng trí tuệ của Ất Tỵ vượt trội so với tư duy logic. Họ thường nghe theo bản năng và cảm xúc chứ không để tâm nhiều tới các dữ liệu. Con giáp này rất tự tin và chẳng mấy quan tâm tới quan điểm của người khác. Họ thường chỉ dựa vào phán đoán của chính mình. Ất Tỵ thích đưa ra lời khuyên hơn là nhận chúng, vì bản tính cứng đầu và thói quen từ chối. Những lời góp ý có tính xây dựng khiến Ất Tỵ có thể gặp phải những rắc rối không cần thiết. Tuy khó chấp nhận lời khuyên của người khác, nhưng họ lại khá kiên nhẫn khi giúp đỡ mọi người. Khả năng nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau của họ được đánh giá rất cao. Khi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, Ất Tỵ thường phản ứng nhanh chóng và không do dự, vì họ tuyệt đối tin tưởng vào điều mình làm. Ất Tỵ có miệng lưỡi khá trơn tru và rất phù hợp với ngành triết học. Người ta có thể gặp rất nhiều nam Ất Tỵ trong giới thời trang cao cấp nhờ vẻ đẹp huyền thoại của họ. Con giáp này có khả năng nhanh chóng nắm bắt những tình huống phức tạp,
và lặng lẽ giải quyết chúng, tính tổ chức, khả năng tiếp thu những kỹ năng mới và trí nhớ tuyệt vời giúp họ hoàn thành tốt công việc. Họ phù hợp hơn với công việc độc lập để có thể tự do di chuyển và làm việc theo nhịp điệu của mình, không bị ai chi phối trong bất cứ công việc gì. Họ cũng tính toán hành động của mình sao cho không lãng phí, cả về sức lực, thể chất, lẫn tinh thần. Công việc mà họ ghét nhất là làm việc trong một hệ thống dây chuyền. Ngay sau khi hoàn thành công việc, Ất Tỵ sẽ rút về nghỉ ngơi và tiếp tục suy nghĩ, nhưng họ cũng chẳng cần nhiều thời gian để tái nạp năng lượng và sẵn sàng cho những thách thức mới. Ất Tỵ cũng nổi trội trong quan hệ công chúng hoặc khi thực hiện các nhiệm vụ tinh tế với vai trò trung gian hòa giải. Họ thường quan sát tình hình trước, phân tích kỹ lưỡng, rồi mới nhảy vào cuộc. Trong kinh doanh, Ất Tỵ rất thông minh, biết kéo dài thời gian thỏa thuận để ra tay hành động chấp nhoáng khi thời cơ chín. Tuổi Ất Tỵ thường gặp may mắn về tài chính và có thể có một cuộc sống đầy đủ. Con giáp này thích sống trong sung túc, mọi thứ trong nhà của họ đều tiện nghi và đẹp đẽ, hoạt động yêu thích trang trí, sắp xếp lại và bảo dưỡng các đồ đạc quý, dành ngày nghỉ yên tĩnh để nghe nhạc, đọc sách và nghiên cứu các môn khoa học phức tạp. Con giáp này cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc khi cuộn tròn trong chiếc ghế êm với cuốn sách trong tay. Tuy bề ngoài có vẻ lười biếng, nhưng bộ não của họ lại làm việc không ngừng nghỉ, liên tục lên chương trình và gieo mầm cho tương lai. Nghề nghiệp phù hợp với Ất Tỵ như triết học, giáo viên, nhà văn, nhà khoa học, nhân viên điều tra, thợ kim hoàng, bác sĩ tâm thần, bác sĩ tâm lý, luật sư, nhà lãnh đạo tinh thần, nhà chiêm tinh, ảo thuật gia, họa sĩ, thiết kế nội thất, quan hệ công chúng. Nam đều có ngoại hình đẹp và chăm chút tạo dựng hình ảnh của mình. Họ có gu thẩm mỹ cao trong ăn mặc, vốn tính cẩn thận nên khá kén chọn khi tìm bạn đời và chỉ chấp nhận những lựa chọn tối ưu. Con giáp này thường bị cuốn hút bởi sự lịch lãm và cách ứng xử tinh tế của đối tượng. Khi đã ưng ai đó, họ sẽ làm tất cả để chiếm được trái tim người trong mơ. Trong tình yêu, Ất Tỵ thường cảm thấy bất an và có xu hướng là người tình, thích sở hữu và hết sức ghen tuông. Kể cả khi đã bước ra khỏi mối quan hệ nào đó, mong muốn sở hữu vẫn tiếp tục phủ bóng đen lên cuộc đời của con giáp này. Hành động của họ có thể khiến bạn đời hay người yêu phải xa lánh. Tuy vậy, Ất Tỵ vẫn có sức hấp dẫn đặc biệt khó cưỡng và là một người bạn tình hào phóng, chàng đầy yêu thương. Bạn đời tốt nhất cho Ất Tỵ là người cho họ sự tự do, như cũng khiến họ cảm thấy được an toàn và ngưỡng mộ. Do không hướng ngoại, thiếu cởi mở, nên Ất Tỵ thường không có nhiều bạn. Bạn bè có được thường sẽ là cả đời. Ất Tỵ rất quan tâm tới bạn bè, nhưng họ sẽ vô cùng tức giận và nhanh chóng lùi lại nếu nghi ngờ ai đó đã lợi dụng lòng tin của mình hoặc làm tổn thương người thân của mình. Bị từ chối hay bỏ rơi sẽ là điều khủng khiếp nhất đối với sự tinh tế của Ất Tỵ. Họ cần được đón nhận, chào mừng, chấp thuận bởi những người mình gặp. Ất Tỵ khá chặt chẽ về tiền bạc, nhưng lại hào phóng với bạn bè và gia đình. Con giáp này không mấy khi cho ai vay tiền, nhưng sự cảm thông với người khác lại dễ dàng khiến họ ra tay giúp đỡ. Tuy rằng sự giúp đỡ này mang tính tinh thần nhiều hơn là vật chất, một đặc điểm chết người trong cá tính của Ất Tỵ là xu hướng quá đà trong giúp đỡ bạn bè hoặc trong bất cứ việc gì. Nếu để ý giúp ai, họ sẽ bị ám ảnh bởi việc này một cách khác thường và có thể khiến đối tượng ngạt thở vì sự giúp đỡ này. Đôi khi Ất Tỵ có thể trở nên phụ bạc, mưu mẹo, không ngại ngừng hy sinh người khác vì bản thân mình. Bản chất tính toán khiến con giáp này khó tha thứ hoặc quên những việc làm họ không hài lòng. Nếu bạn đâm vào lưng người Ất Tỵ một nhát thì nhiều khả năng sẽ chẳng bao giờ được bỏ qua. Hãy chuẩn bị sẵn sàng với đòn trả thù, vì họ sẽ luôn là người nói lời cuối cùng. Ất Tỵ thường là những bậc cha mẹ hiểu biết, có thể đặt mình vào vị trí của con. Họ luôn cố gắng đảm bảo tính khách quan. Trong vai trò làm cha mẹ, họ tìm cách hiểu quan điểm của con và biết giữ bí mật tuyệt đối những điều mà con chia sẻ. Xét tổng quan tử vi nam mạng, tuổi Ất Tỵ trong năm 2025. Thứ nhất, xem tử vi 2025 của nam mạng tuổi Ất Tỵ theo can chi, ngũ hành. Xét về thiên can, thiên can của tuổi là Ất, gặp năm có thiên can cũng là Ất, ngũ hành thuộc mộc, có mối quan hệ chủ về tương trợ với năm 2025. Năm nay công việc của người tuổi này có được sự hỗ trợ và trợ giúp của quý nhân. Xem tử vi tuổi Ất Tỵ nam mạng năm 2025, thấy công việc kinh doanh dễ liên kết, hùn hạp hoặc phát triển mở rộng sự nghiệp. Đây cũng là năm bản mệnh tốt, nên người tuổi này có thể thực hiện những dự định đã vạch, lập kế hoạch cho việc đại sự. Mọi việc diễn ra thuận lợi,
may mắn và đạt được kết quả. Xét về địa chi, bước vào năm tuổi của chủ mệnh, công việc gặp nhiều trở ngại, gia đạo nhiều bất hòa, đương số có xu hướng lao tâm khổ tứ nhiều về con cháu trong gia đình, vấn đề gì cũng nên nghĩ thoáng, chọn cách chia sẻ hơn là giữ trong lòng. Xét về ngũ hành, bản mệnh hành hỏa, gặp năm hỏa, thúc vượng hỏa khí, tài lộc có dấu hiệu sinh sôi nảy nở, vận quý nhân tương đối vượng, mưu sự lớn nhỏ đều có người giúp sức, nên dễ thành công như mong đợi, cuộc sống gặp nhiều may mắn, tiền bạc dư dôi, có của ăn của để. Tuy nhiên hỏa khí mạnh dễ sinh ra tâm bệnh, cần chú ý đến sức khỏe nhiều hơn. Tiểu kết, năm 2025 có thể nói là một năm khá thuận hòa đối với bản mệnh Ất Tỵ. Quý bác không phải gặp phải biến cố lớn gì trong cuộc sống, hơn nam á, sự nghiệp cũng như công việc, dù khó khăn lúc đầu, nhưng về sau được thuận lợi, mưu sự lớn nhỏ đều dễ gặt hái thành công. Có thể nói, đây là thời điểm thu hoạch, sau khoảng thời gian dài cố gắng từ những năm tháng trước đó. Tuy nhiên, bạn có thể phiền lòng ít nhiều về phương diện gia đạo, con cháu trong nhà, và cần chú ý đến sức khỏe, thế nên suy nghĩ thoáng, mọi chuyện sẽ không ảnh hưởng tới sức khỏe. Thứ hai, xem tử vi Ất Tỵ sinh năm 1965, nam mạng, theo sao hạn. Nam mạng Ất Tỵ năm 2025, gặp sao kế đô chiếu mạng. Sao kế đô là một hung tinh, đem lại sự buồn khổ, chán nản, thờ ơ. Sức mạnh của sao kế đô vô cùng lớn, ảnh hưởng từ trường của hung tinh này khiến bản mệnh cảm thấy bất an, luôn tự ti và hoài nghi chính bản thân mình. Hung tinh kế đô chủ về bệnh tật, tai họa, người âm phá, dù mệnh chủ sức sống dồi dào nhưng lại tự gây chuyện, rồi gặp đại hạn, thương tật bất ngờ. Viết về sao kế đô có câu thơ như sau: kế đô sao ấy giải đông, chia tay đôi ngả không mong cao phùng, tháng 3 tháng 9 bão bùng, nhức tai đau óc khốn cùng xác thân. Nhìn chung, sau kế đô chiếu mệnh nam nam đều xấu cả, nhưng người mang âm khí sẽ bị nặng hơn, tinh thần thường bất ổn, hay buồn phiền, chán nản, gia đạo bất an, phát sinh tăng sự, phải xa xứ lông bông. Nam giới gặp sao này, phải đi xa mới có tiền bạc, còn quanh quẩn ở nhà dễ gặp tai ương, chuyện thị phi, hay bị nam giới hại, cẩn trọng nhất vào tháng 3 và tháng 9 âm lịch năm 2025. Kế đô tọa mệnh thì ví như vạn sự khởi đầu nan, đầu năm bình thường, giữa năm xuất chúng, đầu năm đại hung thì cuối năm đại cát. Thế nên gia chủ cứ hy vọng mong mỏi một năm tốt đẹp thì hơn. Thứ ba, xem tử vi nam mạng tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, theo niên hạn là hạn địa võng. Gặp hạn địa võng nhiều nỗi buồn than, kiêng kỵ đi với ai đó lúc trời tối, không nên cho người ngủ nhờ, ngủ trọ, tránh mua đồ quốc cấm, đồ lậu, đặc biệt lời ăn tiếng nói, dày già, đa đoan. Viết về hạn địa võng dân gian có câu thơ như sau: địa võng nhiều nỗi buồn than, lời ăn tiếng nói xanh đoan dày già. Ý nghĩa của câu thơ này nói về hạn địa võng thường gặp rắc rối, thị phi, tranh cãi, bị hiểu nhầm, mang tiếng xấu. Vì những điều trên nên cuộc sống của đương số cảm thấy lo âu, phiền muộn, buồn rầu. Khi gặp hạn địa võng, các bạn cần kiêng kỵ điều giữ, làm theo điều lành, như là về kinh tế, làm ăn minh bạch, không hám đồ rẻ, những đồ lạ, đồ quốc cấm hay đồ không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đặc biệt khi mua hàng phải có hóa đơn, chứng từ đàng hoàng, sẽ tránh được lao lý, tiền mất tật mang. Về đời sống, mọi người trong gia đình nên nhường nhịn nhau, mỗi người đều bớt lời, khi có công chuyện xảy ra nên cùng nhau bàn bạc, giải quyết, đặc biệt là bỏ qua những mâu thuẫn, mọi người đồng lòng, như vậy mới có thể thu xếp ổn thỏa mọi việc, khó khăn sẽ lần lượt qua đi, đồng thời mọi người trong gia đình sẽ yêu thương, cảm thông cho nhau hơn, sẽ giúp gia đình càng đầm ấm, hạnh phúc. Không nên đi với ai lúc trời tối, tránh bị hiểu lầm, nghi ngờ về mối quan hệ thiếu minh bạch, nhất là quan hệ nam nam, tình ngay lý gian, thậm chí người đó có thể là tội phạm mà có thể sẽ liên lụy tới bản thân. Một điều nam á, đó là không được cho người khác ngủ trọ, hoặc nếu đây là công việc bắt buộc thì phải đề phòng cẩn thận, tránh trường hợp gặp phải kẻ gian trộm cắp, khiến cho tiền bạc bay mất mà mọi người trong nhà lại nghi kỵ lẫn nhau. Có câu một mất mười ngờ, lúc đó sự êm ấm của đại gia đình dễ bị ảnh hưởng, hoặc có thể dẫn tới anh chị em bất hòa với nhau, tình cảm không còn khăng khít nam á. Tiểu kết, hung tinh xuất hiện nên bản mệnh có điểm báo hung họa về sức khỏe, trong năm chú ý việc đi lại, kẻo pha vấp, tai nạn nặng có thể ảnh hưởng tới tính mạng. Bản mệnh cũng nên cẩn thận trong giao tiếp,
tránh thiệt thân hay bị lợi dụng, xuất hành đi xa cũng phải chú ý giữ an toàn. Bên cạnh đó, để hóa giải vận hạn, gia chủ cần thành tâm, sống hướng thiện, cho đi mà không cần nhận lại, thường xuyên đi chùa, thắp hương cầu Phật, mong gia đạo được bình an, sức khỏe dồi dào, công danh sự nghiệp ngày càng phất lên, phát tài phát đạt. Thứ 4, vận niên năm 2025 của tuổi Ất Tỵ, nam mạng. Năm 2025, nam mệnh tuổi Ất Tỵ gặp vận niên Ngưu Hồi Sơn. Theo tử vi tuổi Ất Tỵ 2025, bước vào năm tuổi của mình, tuổi Ất Tỵ nam mạng gặp vận niên Ngưu Hồi Sơn, tức là trâu về núi. Hình ảnh này mang ý nghĩa, ở núi tuy không có nhiều cỏ để ăn nhưng vẫn còn lá cây non và xa loài người thì tấm thân bớt cơ cực phần nào. Điều này ngụ ý, trong năm công việc làm ăn phải cẩn trọng, suy tính kỹ càng, chắc chắn có lợi mới nên làm, kẻo khó còn đường lui. Đời sống tình cảm của Ất Tỵ năm nay gặp trục trặc, đôi bên liên tục xảy ra xung đột, mâu thuẫn, gia đạo mất hòa khí. Mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái, giữa các con với nhau cũng không mấy tốt đẹp, thậm chí có thể vướng tranh chấp về vấn đề đất cát. Thứ năm, xem vận hạn năm 2025 tuổi Ất Tỵ, nam mạng, theo tuổi âm. Tử vi 2025 tuổi Ất Tỵ, 1965 nam mạng, có hạn tam tai không? Người tuổi Ất Tỵ cần tránh các năm tam tai, Hợi, Tý, Sửu. Năm 2025 là năm Ất Tỵ. Theo cách tính này, thì gia chủ 1965 Ất Tỵ sẽ không phạm đại kỵ tam tai. Tử vi 2025, tuổi Ất Tỵ 1965, nam mạng, có hạn kim lâu không? Năm 2025 Ất Tỵ, gia chủ 1965 Ất Tỵ là 61 tuổi, tuổi Mụ, gia chủ sẽ không phạm kim lâu. Tử vi 2025, tuổi Ất Tỵ 1965, nam mạng, có hạn hoang ốc không? Năm nay gia chủ tuổi Ất Tỵ sẽ là nhất cát không phạm hoang ốc. Nhất cát hay còn gọi là nhất kiết, có câu nhất kiết an cư thông vạn sự, nghĩa là làm nhà tuổi này sẽ có chốn an cư, mọi việc thuận lợi, cực kỳ tốt. Tử vi 2025, tuổi Ất Tỵ 1965 nam mạng, có hạn thái tuế không? Ất Tỵ 1965 trong năm Ất Tỵ 2025 sẽ phạm trực thái tuế. Trực thái tuế, tuổi con giáp của bản thân tương trùng với thái tuế lưu niên. Vào những năm này, gia chủ sẽ rất dễ buồn bực, ốm đau, bệnh tật liên miên. Cách hóa giải trực thái tuế, ít đến những nơi có tang, tham gia nhiều hơn vào các hoạt động vui vẻ hay các tiệc mừng. Ngoài ra có thể đeo những đồ trang sức có ba con giáp thuộc tam hợp sẽ giúp hóa nguy thành an. Ví dụ như người tuổi Tỵ thì cần đeo đồ trang sức có mang ba hình con Tỵ, Dậu, Sửu. Những ai vào năm phạm thái tuế không nên làm gì? Hạn chế đi đám ma, đám hiếu, không vào phòng sinh đẻ. Điều này được lý giải là vì trong vận trình một năm thì không hẳn lúc nào người phạm thái tuế cũng xui xẻo. Nhưng ngũ hành sinh khắc, tức nếu tham gia quá nhiều vào các chuyện xui xẻo thì giống như diêm gặp lửa, dễ làm cho bản thân bắt đầu xui xẻo. Nếu nhất định phải tham gia thì tùy vào nghi lễ mà nên tránh làm bước cuối cùng. Ví dụ đưa đám ma thì lúc cuối nên quay lưng lại với bia mộ. Đối với phòng sinh đẻ thì nên chuẩn bị một bao lì xì đỏ để lấy chút khí lành. Không đến nơi hoang vu, hẻo lánh. Vì theo thuyết âm dương, chỗ nào càng vắng vẻ heo hút, âm khí càng nhiều, không tốt cho người phạm thái tuế. Không tiến hành chuyện lớn, chuyện đại sự tốt nhất. Nếu gặp những chuyện có tính biến động lớn hoặc biến hóa không lường trước được thì nên nhẫn nại hoặc không nên tham gia. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Không nên đứng ra giúp đỡ hay bảo đảm cho người khác bất cứ lúc nào phạm thái tuế tối kỵ bốc đồng, sốc nổi. Đứng ra lo chuyện bao đồng, giúp đỡ người không quen biết hay giúp bạn bè đứng ra đảm bảo để vay mượn tiền bạc. Những hành động thiếu suy nghĩ sẽ khiến cho bạn vướng phải phiền phức, rắc rối, thậm chí có thể bị họa đau thương hay vướng phải kiện tụng, nên lánh đi là hơn. Tử vi 2025, tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, nam mạng, có phạm hạn trạch tuổi không? Theo hệ thống cửu trạch vận niên, thì gia chủ Ất Tỵ 1965, trong năm Ất Tỵ 2025, gặp trạch tử, xấu. Trạch tử là xấu, bởi vậy gia chủ 1965 không nên mua, xây cất hoặc sửa nhà hoặc làm các việc trọng đại khác vào năm 2025. Người xưa có câu thơ rằng, làm nhà cầu trạch vạn từng niên, phúc, đức, bảo, lộc, phú thọ yên, nếu gặp trạch, bại, hư, khốc, quỷ, tử,
chắc chắn là sát với Thê Hiền. Nghĩa là làm nhà phải chú ý trạch từng năm, các trạch tốt là phúc, đức, bảo, lộc, các trạch xấu là bại, hư, khốc, quỷ, gia chủ nên trừ ra. Tiếp theo là luận tử vi hung cát trong vận trình xuyên suốt năm 2025 của tuổi Ất Tỵ, Nam Mạng trên các phương diện chính như sau. Về phương diện công danh sự nghiệp, bước sang năm 2025, vận trình của người tuổi Ất Tỵ phải đương đầu với hạn 5 tuổi và cục diện trực thái tuế 2025. Chuyện tình cảm nhiều sóng gió, con giáp này dễ bị tổn thương bởi nửa kia, không chỉ trục trặc về tình cảm mà sự nghiệp, tài vận của người tuổi Ất Tỵ cũng sẽ chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Dù con giáp này là người tài năng, nhưng dễ vì một phút nông nổi nhất thời mà công việc lao dốc không phanh, dễ cuốn vào thị phi không đáng có. Đặc biệt, năm 2025 người tuổi Ất Tỵ không nên bỏ ra quá nhiều tiền vào việc đầu tư để tránh rơi vào cảnh phá sản, trắng tay, tốt nhất nên tĩnh không nên động. Về công việc, do bước vào vòng hạn 5 tuổi nên tai ương bùa vây, công danh sự nghiệp chững lại, kế hoạch dễ đổ bể, biến động về công việc khá nhiều, đòi hỏi bạn phải có sự chuẩn bị tâm lý thật vững vàng. Bên cạnh đó, năng lực làm việc giảm sút, không phát huy được ở mức cao nhất, khó nắm bắt cơ hội thăng tiến. Cạnh tranh, đấu đá cũng có dấu hiệu tăng lên, khi hung thần thiên quan gia tăng ảnh hưởng, không gian phát triển không lớn, lại liên tục phải dè chừng đối thủ, khiến con giáp này tốn nhiều thời gian để kèn cựa, chất lượng giảm sút là điều dễ hiểu. Chẳng những vậy, thái tuế còn khiến tư tưởng của người tuổi Ất Tỵ có nhiều bế tắc, hành sự chỉ chú tâm vào điều mình nghĩ mà thiếu sự quan sát tổng quan, đến khi xảy ra sự cố thì cơ hội để thay đổi đã không còn. Hơn nam má, cái tôi của con giáp này có xu hướng bành trướng thái quá, hủy hoại không ít mối quan hệ xã giao, tự chuốc rắc rối cho mình. Lời khuyên dành cho tuổi Ất Tỵ là lúc nào cũng cần phải cân bằng trạng thái tâm lý, tránh manh động kẻo công việc gì cũng hỏng, mưu sự trong năm phải tính toán thận trọng, việc không chắc thì không làm, nhất là đừng a dua theo người khác, hành sự nhất định phải cẩn thận, để cao tinh thần cảnh giác trong mọi tình huống. Nhìn chung, đây sẽ là một năm nhiều thách thức với bản mệnh, nếu khó khăn đã không thể tránh khỏi, thay vì buông xuôi, hãy cứ thẳng thắn đối mặt để khai phá tiềm năng của bản thân, bứt phá giới hạn. Chỉ khi rèn cho bản thân khả năng thích ứng nhanh, bản mệnh mới có thể giảm thiểu hung hiểm do thái tuế gây ra. Trong vô vàn tác động tiêu cực, vẫn còn hy vọng cho tuổi Ất Tỵ trở mình. Khi có cát tinh thiên ấn đồng hành, bản mệnh cứ phấn đấu hết mình, sẽ có ngày thành công tới. Đặc biệt, theo tử vi khoa học, vận quý nhân vượng chính là cứu tinh soi sáng tiền đồ của Ất Tỵ. Trong năm 2025, cơ hội đã bày ra sẵn trước mặt, chỉ cần bản mệnh làm tốt công việc của mình, khiêm tốn giữ mình, đừng kiêu căng, tự phụ, hành sự sẽ khéo léo hơn một chút, thì tự nhiên sẽ giảm thiểu rất nhiều rắc rối quấy rầy bạn. Nhờ đó, sự nghiệp của những chú rồng sẽ thuận buồm xuôi gió, rất nhiều vấn đề khúc mắc trước đó, bỗng tìm ra cách giải quyết hợp tình hợp lý, khơi thông thế bế tắc nhanh chóng. Về mặt tài lộc, cũng giống như phương diện sự nghiệp, chịu hạn xấu từ trực thái tuế, chắc chắn thu nhập của người tuổi Ất Tỵ cũng sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều. Hung vận khiến tiền bạc liên tục thất thoát, trong năm có nhiều khoản chi phí lớn ngoài dự kiến. Dù bản mệnh vẫn có kiếm được tiền, nhưng kiếm ít tiêu nhiều, những dự án hùn hạp làm ăn cũng dễ gặp bất trắc lửa chừng. Họa phá tài treo lơ lửng trên đầu, đầu tư làm ăn với quy mô lớn không thích hợp ở thời điểm này. Cố chấp tiến hành sẽ chỉ khiến bản mệnh nếm trái đắng, có thể thất bại vì những yếu tố khách quan. Vấn đề lựa chọn đối tác cũng trở nên qua loa, thái tuế có thể gây ra tranh chấp liên quan tới tiền bạc. Nếu nổ ra xung đột, bạn có thể sẽ là bên chịu thiệt nhiều nhất có thể. Do đó, bạn cần hết sức cẩn trọng khi chọn người hợp tác làm ăn, đặc biệt với người thân hay người có quen biết. Nhìn chung, tuổi Ất Tỵ Nam Mạng năm 2025 chỉ nên tập trung vào phương diện chính tài, tức làm tốt công việc chính, không ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc, khi đó thu nhập sẽ ổn định hơn và dần khởi sắc. Bên cạnh đó, vật giá leo thang, nhu cầu cuộc sống ngày càng cao, những chi phí phát sinh thường nhật theo đó ngày càng nhiều, đòi hỏi bạn cần có cách chi tiêu, quản lý tài chính hợp lý, bằng không khó tránh cảnh vay mượn, nợ nần quý bác nhé. Về mặt tình cảm gia đạo, đương đầu thái tuế, lại thêm ngũ hành bản mệnh xung khắc với ngũ hành năm, phương diện tình cảm của người tuổi Ất Tỵ được dự đoán buồn nhiều hơn vui. Với một số người tuổi Ất Tỵ đã kết hôn,
bạn cũng cần chú ý hơn đến trạng thái tâm tư cũng như cảm xúc của đối phương. Vợ chồng sống với nhau cả đời, đừng vì cảm xúc bộc phát nhất thời mà hành sự gây tổn thương cho người kia. Đặc biệt, cần tránh chê bai nhau mà dẫn đến mất hòa khí, không khí gia đình nặng nề. Về mặt sức khỏe giảm sút, dễ gặp hung hiểm bất ngờ, ốm đau, bệnh tật khó tránh. Vì vậy, năm nay quý bác Ất Tỵ cần chú trọng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Bạn nên đề phòng thương tật tay chân, tai nạn xe cộ bất ngờ, đặc biệt coi chừng những thương tổn do kim loại gây ra, ví dụ như dao kéo, vật nhọn, thanh sắt, kính vỡ. Ngoài ra, bạn cũng nên kiểm soát cảm xúc, tránh các tình huống va chạm, cãi vã, kẻo xảy ra xô xát, dẫn tới họa huyết quang. Trong mọi tình huống, con giáp này không nên quá kích động hay ương bướng, bạn nên tỉnh táo và suy nghĩ nhiều hơn, đồng thời lắng nghe ý kiến từ bạn bè. Nam mệnh Ất Tỵ chú ý các vấn đề về nội tiết, tránh căng thẳng thần kinh, dễ làm bản mệnh đau đầu, mất ngủ. Hung tinh thiên khốc còn ám chỉ có tang chế trong nhà. Tuổi Ất Tỵ nên quan tâm nhiều hơn tới người nhà, thường xuyên đi kiểm tra thân thể toàn diện để kịp thời phát hiện bệnh tật, nhất là người lớn tuổi, quý vị nhé. Vâng, quý bác Ất Tỵ kính mến, mỗi gia đình của chúng ta đều có chuyện buồn phiền, riêng mỗi con người sinh ra đều có số phận riêng, chẳng ai giống ai. Ất Tỵ đừng so sánh với người khác về danh vọng, địa vị trong xã hội và con ai thành đạt hơn. Nhưng mệnh chủ hãy so sánh về hạnh phúc, sức khỏe và tuổi thọ. Đừng lo nghĩ về những chuyện mà bản mệnh không thể thay đổi, vì chẳng được gì mà lại còn làm hại cho sức khỏe của chính mình. Bản mệnh nên hiểu rằng phải tạo ra sự an lạc và tìm được niềm hạnh phúc của chính mình mới là chân ái. Miễn là bản thân thấy phấn chấn, nghĩ toàn chuyện vui và làm những việc mình muốn mỗi ngày một cách thích thú, thì Ất Tỵ mới thật sự đã sống hạnh phúc từng ngày. Chính vì vậy, dù thế nào quý bác tuổi Ất Tỵ, hãy luôn tích cực, lạc quan và vui vẻ. Thích gì hãy làm và hưởng thụ, thêm việc rèn luyện thể thao, thể dục, thường xuyên ra ánh sáng mặt trời và thay đổi thực phẩm đa dạng, thì cuộc đời và các phương diện cuộc sống sẽ dần trở nên tốt đẹp. Hy vọng rằng quý bác Ất Tỵ sẽ luôn dồi dào sinh khí, tràn đầy sức sống, tinh thần thoải mái, dễ chịu và luôn hạnh phúc với đời. Tử vi từng tháng theo âm lịch của nam tuổi Ất Tỵ, những người sinh năm 1976 trong năm Ất Tỵ 2025. Đầu tiên là tử vi tháng 1 âm lịch năm 2025 của tuổi Ất Tỵ, nam mạng. Năm 2025, nam tuổi Ất Tỵ gặp phải cục diện trực thái tuế, nên cần phải chuẩn bị tinh thần đối diện với nhiều điều không may mắn. Đáng mừng là trong tháng đầu tiên của năm mới, nam Ất Tỵ không gặp phải vấn đề nào quá phức tạp, thái độ làm việc tích cực và nhiệt tình, không sợ khó khăn, vất vả hay đối diện với áp lực, chính nhờ vậy mà bạn sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng. Tình hình tài lộc không có nhiều biến động, mức lương hay lợi nhuận không gia tăng quá nhiều, nam Ất Tỵ cần chú ý chi tiêu nếu không muốn rơi vào cảnh cháy túi. Trong mối quan hệ tình cảm gia đạo của người tuổi Ất Tỵ chớ xem mình là nhất, tại sao bạn muốn có hạnh phúc trong khi luôn không lắng nghe ý kiến của bất cứ người nào? Chỉ khi bạn hiểu người ấy, biết lắng nghe hơn thì mới có được hạnh phúc đích thực. Tử vi tháng 2 âm lịch năm 2025 của tuổi Ất Tỵ, nam mạng. Tháng 2 âm lịch, nam tuổi Ất Tỵ phải đối diện với một vài khó khăn trong công việc cũng như cuộc sống. Tình trạng sức khỏe có dấu hiệu giảm sút, nên nam làm gì cũng vất vả hơn so với mọi người xung quanh. Nhiều việc đổ dồn lên đầu khiến cơ thể thường xuyên phải chịu áp lực lớn. Tốt nhất nam Ất Tỵ nên cố gắng giữ những suy nghĩ lạc quan và tích cực. May mắn là thời điểm này, các mối quan hệ xã giao của bạn đang phát triển khá tốt. Bạn có thể hỏi xin sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Thiên tài ghé thăm cho thấy đây cũng là tháng mang tới cơ hội để thúc đẩy tài chính tăng trưởng. Những thử thách trong thời gian này khuyến khích bạn nỗ lực nhiều hơn để chứng tỏ khả năng của mình. Nhờ thế học hỏi được nhiều hơn, đạt được những kết quả tốt đẹp hơn trong công việc hay mọi hoạt động. Nam Ất Tỵ cũng cần lưu ý giữ gìn sức khỏe, không nên giấu bệnh, không nên chần chừ không đi khám một khi cơ thể có dấu hiệu biểu hiện bệnh tật. Tử vi tháng 3 âm lịch năm 2025 của tuổi Ất Tỵ, nam mạng. Tháng 3 âm lịch, nam tuổi Ất Tỵ phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối diện với nhiều vấn đề, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp. Nam Ất Tỵ thường xuyên lơ là dẫn đến những lỗi sai không đáng có. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, kẻ tiểu nhân có thể nhân cơ hội để hạ bệ. Chuyện làm ăn cũng không có nhiều điểm sáng, dễ rơi vào trạng thái bị động, phụ thuộc vào người khác hoặc bị người khác lừa gạt, mất tiền hao của.
tháng này cũng không mấy thích hợp để xác định mối quan hệ tình cảm, nam Ất Tỵ cần bình tĩnh tìm hiểu kỹ về đối phương hơn. Tử vi tháng 4 âm lịch năm 2025 của tuổi Ất Tỵ, nam mạng. Bước sang tháng mới, tình hình tài chính của nam tuổi Ất Tỵ có dấu hiệu tăng nhẹ, chủ yếu là nhờ có các tinh chủ về tài lộc chiếu mệnh, nam Ất Tỵ có thể phát tài bất ngờ hoặc là giàu lên nhanh chóng nhờ những công việc tay trái của mình. Đối với người làm công ăn lương, những thành tích đáng mừng của bản mệnh trong sự nghiệp chính là nguyên nhân giúp cho lãnh đạo không ngần ngại thưởng nóng, thậm chí là tăng lương. Nam hãy coi đây là động lực để tiếp tục cố gắng hơn nam á trong tương lai. Đối với người làm ăn kinh doanh, bạn có thể kiếm được một khoản tiền lời lãi nhờ những mối đầu tư trước đó của mình. Tháng này tuy khoản tiền nhận được không quá lớn, thế nhưng cũng đủ để khẳng định con đường bạn đi là đúng đắn. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe xuống dốc lại là điều nam Ất Tỵ cần phải quan tâm và chú ý. Bạn thường xuyên mắc phải các căn bệnh vặt vãnh dù không nghiêm trọng, thế nhưng lại khiến cơ thể mệt mỏi, tinh thần sa sút. Bạn nên chăm chỉ rèn luyện tập thể dục, thể thao và có lối sống hợp lý để cải thiện sức khỏe của mình. Tử vi tháng 5 âm lịch năm 2025 của tuổi Ất Tỵ, nam mạng. Vận trình của nam tuổi Ất Tỵ trong tháng mới có dấu hiệu cải thiện hơn khoảng thời gian trước kia. Nam Ất Tỵ có thái độ nghiêm túc hơn mỗi khi bắt tay vào công việc. Nhờ thế mà bạn phát hiện ra được những lỗi sai tồn tại từ trước đó và có hướng khắc phục hợp lý. Nam Ất Tỵ cũng dần dần lấy lại được lòng tin của người làm lãnh đạo và được giao cho giải quyết những công việc quan trọng hơn. Về sức khỏe của nam Ất Tỵ lại không được tốt đẹp như vậy. Giờ giấc sinh hoạt không có khoa học là một trong những nguyên nhân chính khiến cơ thể thường xuyên rơi vào tình trạng mất ngủ, đau dạ dày, đau đầu. Nam cũng thường xuyên mắc các bệnh do thay đổi thời tiết. Chuyện tình cảm vợ chồng vẫn khá u ám, ảm đạm. Bản mệnh và người ấy đang ngày một xa cách vì những bất đồng trong quan điểm sống. Cả hai đều không nên khăng khăng với ý kiến của mình. Hãy học cách đặt mình vào vị trí của người ấy và suy nghĩ cho người ấy. Có thể nam sẽ nhìn ra một hướng đi mới để khắc phục những bất đồng còn tồn tại. Tử vi tháng 6 âm lịch năm 2025 của tuổi Ất Tỵ, nam mạng. Bước sang tháng 6 âm lịch, nam tuổi Ất Tỵ có vận trình khá ổn định trên nhiều phương diện của cuộc sống. Nam tiếp tục kiên trì và hoàn thành những nhiệm vụ mà cấp trên giao phó, thậm chí còn gặp được một vài cơ hội để thể hiện khả năng của mình, tạo được thêm cơ hội cân nhắc trong tương lai. Tình hình tài chính không có nhiều biến động, nam Ất Tỵ nên dành nhiều thời gian để nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển hơn là vội vàng đầu tư vào một lĩnh vực nào đó. Chuyện tình cảm, trong khoảng thời gian này, người độc thân cũng dần mở lòng hơn với người khác. Bạn có thể cảm nhận được rằng xung quanh có rất nhiều người luôn quan tâm, chăm sóc cho mình. Tình hình sức khỏe của người tuổi Ất Tỵ cũng không gặp vấn đề gì quá đáng lo ngại, nhưng cũng không nên coi thường những vấn đề về sức khỏe. Tử vi tháng 7 âm lịch năm 2025 của tuổi Ất Tỵ, nam mạng. Dù là tháng cô hồn, nhưng về công danh, sự nghiệp của nam tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1976 khá lý tưởng, con giáp này có nhiều cơ hội để thăng tiến lên vị trí cao hơn, cũng có nhiều không gian để phát triển theo con đường mình muốn, khó khăn. Trở ngại cũng sẽ sớm được khắc phục, cứ cố gắng kiên trì tới cùng sẽ có quý nhân nâng đỡ, kết quả khả quan. Gặp thiên thời, địa lợi, dù đôi khi tinh thần làm việc chưa quá hăng hái, nhưng mọi thứ tiến triển khá thuận lợi, ít có phát sinh sự cố bất ngờ. Những người làm công ăn lương nên tự tin hơn trong việc thể hiện quan điểm, ý kiến cũng như phát huy điểm mạnh của bản thân mình. Làm được điều này, bạn sẽ dễ dàng lọt vào mắt xanh của người làm lãnh đạo. Cuối tháng có khả năng được thưởng nóng hoặc được tăng lương. Chuyện tình cảm, có nhiều tiến triển mới, được sự hậu thuẫn của nhiều cát tinh. Nam tự tin trong giao tiếp, khéo léo trong cách hành xử, sức hút cứ thế lan tỏa. Nhân duyên khác giới vượng lên rất nhiều, có lợi cho người độc thân trong việc tìm kiếm đối tượng phù hợp. Sẽ có không ít người thầm thương trộm nhớ bạn. Một vài mâu thuẫn, xung đột hay hiểu nhầm giữa các thành viên trong gia đình đều được giải quyết ổn thỏa. Có điều các cặp vợ chồng kết hôn lâu cần dành thời gian để hâm nóng tình cảm hơn nữa. Tử vi tháng 8 âm lịch năm 2025 của tuổi Ất Tỵ, nam mạng. Tháng 8 âm lịch, nam tuổi Ất Tỵ gặp được nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển mọi mặt trong đời sống. Quý nhân xuất hiện có thể mang đến cho bản mệnh nhiều tin vui hoặc là cơ hội để khẳng định bản thân, tạo ấn tượng sâu sắc cho người khác. Nam Ất Tỵ cần nhanh chóng nắm bắt cơ hội này, chứ không nên để nó trôi qua một cách đáng tiếc. Tháng này, tài vận của nam tuổi này có nhiều điều khởi sắc, có tài tinh soi chiếu đều có thu hoạch nhất định, thêm cả sự xuất hiện của thực thần. Nam Ất Tỵ có thu nhập tăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh trong tay,
thu nhập đến từ nhiều nguồn và khá linh hoạt chứ không phụ thuộc vào duy nhất một bên nào. Người kinh doanh, buôn bán khả quan, nam Ất Tỵ cần nhạy bén tài chính sẽ nhìn ra cơ hội kiếm tiền ở khắp mọi nơi, làm gì cũng có cơ hội thành công, hãy mạnh dạn làm điều bạn có tự tin. Trong các mối quan hệ, bạn có thể làm quen được với một vài đối tượng khá triển vọng, hãy giữ mối quan hệ với những người đó, bởi dù không có tiến tới tình yêu, thì đôi bên vẫn có thể làm bạn tốt, giúp đỡ nhiều cho nhau trong tương lai. Tử vi tháng 9 âm lịch năm 2025 của tuổi Ất Tỵ, nam mạng. Bước vào tháng 9 âm lịch, vận trình của nam Ất Tỵ lại trở nên khá ảm đạm. Nam ít gặp được chuyện như ý muốn, nhưng may mắn là cũng không có điều gì quá xui xẻo phát sinh. Nam Ất Tỵ cần cẩn thận hơn trong mối quan hệ xung quanh, đừng để kẻ xấu có cơ hội hãm hại mình. Đây là tháng xung của tuổi bổn mạng, chuyện làm ăn kinh doanh cũng cần cân nhắc kỹ càng, không nên nôn nóng để rồi cuối cùng lại thiệt hại do chính mình gánh chịu. Tinh thần không được tốt cộng thêm cơ thể mệt mỏi mới là nguyên nhân chính khiến bạn sẽ có quyết định thiếu sáng suốt. Công việc bấp bênh, khi có nhiều thay đổi đòi hỏi bạn phải thích nghi, đây là thời gian thích hợp để bạn nên đầu tư cho các ý tưởng và các kỹ năng có liên quan tới công việc. Điều này có thể mang đến kết quả tốt giúp bạn có được sự ghi nhận nơi công sở. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2025 của tuổi Ất Tỵ, nam mạng. Tháng 10 âm lịch trôi qua một cách khá bình lặng đối với nam tuổi Ất Tỵ, công việc vẫn tiến triển đều đặn, nhưng ít có cơ hội để vươn lên khẳng định bản thân. Có lẽ vì vậy mà bạn chỉ nên nghiêm túc và khiêm tốn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vấn đề sức khỏe, dễ xảy ra vấn đề trong thời điểm này. Bạn cần chú ý khi vận hành máy móc hoặc khi tham gia giao thông, nếu không dễ phải chịu tổn thương thân thể. Chuyện tình cảm không mấy yên ổn khi vợ chồng thường xuyên tranh cãi nhau vì những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống. Tử vi tháng 11 âm lịch năm 2025 của tuổi Ất Tỵ, nam mạng. Bước sang tháng 11 âm, tài vận của nam tuổi Ất Tỵ có dấu hiệu phát triển rực rỡ. Nam Ất Tỵ có thể nắm bắt được những cơ hội đầu tư kinh doanh đáng ngưỡng mộ, giúp lợi nhuận phát triển nhanh chóng hơn hẳn so với khoảng thời gian trước kia. Người làm công ăn lương cũng có cơ hội nhận được khoản tiền xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra, chỉ cần cố gắng là sẽ nhận được phần thưởng. Về tài lộc của nam tuổi Ất Tỵ có thu nhập trong tháng chủ yếu tới từ công việc chính. Thời điểm này, nam Ất Tỵ tốt nhất nên tập trung làm tốt công việc của mình. Đừng có đứng núi này, trông núi nọ hay kiêm nhiệm quá nhiều công việc khác. Có điều tài vận cuối tháng giảm sút, kinh doanh hay đầu tư gặp không ít bất lợi, nên tranh thủ tiến hành việc quan trọng từ đầu tháng, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Chuyện tình cảm có những dấu hiệu phát triển tích cực, người độc thân có thể sẽ được giới thiệu cho những mối có triển vọng. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2025 của tuổi Ất Tỵ, nam mạng. Trong tháng chạp, tháng cuối cùng của năm Ất Tỵ, vận trình của nam tuổi Ất Tỵ không mấy rực rỡ, nhưng nhìn chung vẫn ổn định. Nam nên dành thời gian này để nhìn lại những gì mình đã và chưa làm được trong suốt một năm vừa qua, để rút ra những kinh nghiệm đáng quý. Về cơ bản, sự nghiệp cũng như tài lộc của bạn đều đã có bước phát triển ổn định và rõ ràng. Bằng sự chăm chỉ và nỗ lực suốt cả một năm, thì đây là tháng mà nam tuổi Ất Tỵ có được nhiều nguồn thu đổ về, tiền lương, tiền thưởng, giúp cho tài lộc dũng dịnh. Bên cạnh đó, trong tháng này có không ít thứ cần phải chi tiêu cho dịp Tết. Nam Ất Tỵ nên biết cách chi tiêu cân đối để tài chính không bị hao hụt lớn. Về tình cảm, người độc thân nên cởi mở hơn trong những mối quan hệ xã giao, chứ nên phụ thuộc vào người khác. Người đã có gia đình thì cần biết bao dung, thấu hiểu cho nửa kia nhiều hơn. Lời Phật dạy. Quý vị và các bạn thân mến, hành động quyết định vận mệnh con người, sướng khổ, hạnh phúc, bất hạnh, giàu nghèo đều do chính chúng ta quyết định. Sống an nhiên, đời chẳng buồn phiền. Sau đây là lời Phật dạy về cuộc sống an nhiên. An nhiên là trạng thái cơ thể thư thái, không ưu phiền, tự do tự tại. Cuộc sống được diễn ra êm đềm, không vướng mắc chuyện thế giới quan. Tâm tính con người sẽ biến đổi theo hoàn cảnh, gặp thuận lợi lòng hân hoan vui sướng, gặp trái tai gai mắt tâm trạng dễ bực dọc, nhẹ thì giữ trong lòng, nặng thì buông lời oán trách cay nghiệt. Nhu cầu và tham vọng của con người cũng thay đổi không ngừng. Khi nhu cầu này được thỏa mãn thì sẽ sinh ra nhu cầu kia, vì vậy mới có câu lòng tham không đáy. Những người bị cuốn vào ma mãnh của đồng tiền, danh vọng, khó lòng mà thoát ra được. Nếu không tu thân, bình tâm trước cuộc đời này, họ có thể sẵn sàng tạo nghiệp, gieo nhân ác, chỉ để thỏa mãn dục vọng tiền tài. Theo lời Đức Phật, thì nếu thành công quá dễ dàng, chúng ta thường kiêu căng, tự phụ,
có khó khăn, hoạn nạn thì ý chí ta mới được rèn luyện, bản thân mới trưởng thành. Cũng giống với Đường Tăng khi đi thỉnh kinh, phải vượt qua 81 kiếp nạn, bao ải gian khó, có thể mất tính mạng thì mới có được ngày chân kinh, tu thành chính quả. Vật chất tiền bạc cũng chỉ là vật ngoài thân, chỉ là phương tiện sống, đừng để tính, tham sân si khiến ta lao vào vòng xoáy cuộc đời, không thoát ra được, để rồi đi gần hết cuộc đời, ta mới ngộ ra, sống mà chỉ như tồn tại. Muốn bình yên thì bạn cần biết đủ, khi bạn cảm thấy quá mệt mỏi hay căng thẳng thì đừng cố làm hay suy nghĩ gì nam á, hãy ngồi xuống quán chiếu hơi thở, thiết lập sự bình an để phục hồi năng lượng cho cơ thể và tâm hồn bạn nhé. Trong cuộc sống, đôi khi bạn không biết trân trọng những gì mình đang có, nên bạn không thể sống vui là vì vậy. Bạn có mắt, nhưng bạn lại luôn nhìn mọi người không thân thiện và cảnh vật u sầu, trong khi người mù, họ chỉ ao ước để được nhìn. Bạn có miệng, nhưng bạn lại luôn dùng nó để chửi người khác, trong khi người câm, họ chỉ ước ao làm sao để nói được những lời yêu thương với những người họ yêu. Bạn có tai, nhưng bạn lại không muốn nghe những lời hay ý đẹp, trong khi người điếc họ chỉ ước ao để nghe được và hiểu được mọi người nói. Bạn có tiền, nhưng bạn lại xài phung phí, trong khi người nghèo, họ chỉ ước ao có được một chén cơm. Bạn có người yêu, nhưng bạn lại đòi hỏi đủ điều, trong khi người cô đơn, họ chỉ ước ao có được một người để yêu thương. Bạn có thời gian, nhưng bạn lại không biết dùng nó, trong khi người đang hấp hối, họ chỉ ước ao để làm sao cho thời gian đi chậm lại. Bạn đang có tất cả, nhưng bạn lại chán nản, trong khi người đang khổ cực, họ chỉ ước ao có được một phần nhỏ may mắn của bạn thôi là họ cũng vui rồi. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, nam mạng, đổi đời giàu có hơn người trong năm Ất Tỵ 2025. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nam á trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.